đời sống 2355 rút ngắn cập nhật biệt hiệu trên trang Facebook cá nhân là Thánh Nữ Ngược Đẹp. Ngân 98 khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, được cộng đồng mạng biết đến qua những bộ ảnh gợi cảm và đoạn clip miệt thị những người ngực phẳng. Cô cũng từng gây chú ý khi đăng ký tham gia cuộc thi The Face 2017 và bất ngờ bỏ cuộc. Cư dân mạng còn rộ tin đồn Ngân 98 là bạn gái nam ca sĩ Lương Bằng Quang, nhưng sau đó thông tin được phủ nhận. Hot girl thị phi này cũng xuất hiện trong MV ca nhạc của Quang Hà trong vai một cô gái sexy nhưng nhiều cám dỗ. Mới đây, Ngân 98 tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi cập nhật biệt hiệu trên trang Facebook cá nhân là Thánh Nữ Ngực Đẹp. Ngay sau đó, cô nàng nhận được không ít những lời bình luận trái chiều từ phía cư dân mạng, tự phong danh hiệu luôn, khiêm tốn quá mức. Trước khi cập nhật biệt hiệu này, Ngân 98 từng không ít lần khoe thân hình gợi cảm và nhất là vòng một khủng của mình, cùng ngắm một số hình ảnh quyến rũ của Ngân 98 khi bất ngờ nhận là Thánh Nữ Ngực Đẹp. Nguồn: Dân Việt.